Nè, con tên gì? Con tên là Nguyễn Thị Như Ý. Con đến từ đâu? Con đến từ nhà ngoại con. Nhà ngoại con là con đến từ ngay chỗ nào? Xe đò hả? Đi bằng xe đò hả? Nhà 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 nội con ở đâu? Ở đây luôn hả? Rồi, ông nội con làm nghề gì? Cắt lông cho vịt ăn hả? Ông nội con chỉ cắt lông cho vịt ăn thôi hả? Và nội nội con làm nghề gì? Bán lâu hả? Còn ông nội con tên gì? Bà nội con tên gì? Rồi con năm nay bao nhiêu tuổi? Gì coi vậy? 30 tuổi luôn hả? 6 tuổi hả? Con 6 tuổi hả? Năm nay con 6 tuổi hả? Con học lớp mấy rồi? Mẫu giáo hả? Con biết chữ nào chưa? Con chỉ biết nhiêu đó thôi hả? Con nghe hàm răng ra coi thử coi. Nghe răng ra. Răng con mọc chưa? Mọc rồi mà sao mọc mới có mấy cái vậy? Ăn kẹo nhiều hả? Ăn kẹo nhiều nữa không có mọc răng đều hả con? Vậy ăn kẹo ít lại nha. Cái này chắc ăn ít rồi nó cũng không mọc nổ đâu nè. Ở nhà con có lì không? Con ngoan hiền lắm hả? Con có quýnh ai không? Sao mấy hôm nghe nói con lì lắm mà. Con chứ con ngon lắm hả? Tao ráng ngon hiền học giỏi nha con. Bye bye. Hãy subscribe.